Huấn luyện viên tuyển Malaysia từng bốc cầu thủ khi tiếp tục gieo ác mộng cho Thái Lan. Sau khi thể hiện tốt trong hiệp 1 trước Thái Lan, 45 phút của hiệp còn lại cho thấy, thủ thành Ahmad Sihan Hami và hàng thủ tuyển Malaysia phải bận rộn để kiềm chế sức ép không ngừng của đội chủ nhà. Tính kỷ luật cao được thể hiện giúp tuyển Malaysia giành chiến thắng 5-3 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa một đều trong 90 phút thi đấu chính thức. Liên quan đến việc tiến vào trận chung kết, huấn luyện viên Pan Gon rất tự hào về màn trình diễn của những học trò, mặc dù nhận thức được áp lực mà họ phải đối mặt trong trận đấu. Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các cầu thủ của đội tuyển Malaysia, Hajima Umalaga. Họ đã cam kết tối nay 100% để chiến đấu vì cái tên Malaysia. Chúng tôi chơi trên sân của đối thủ. Bạn có thể thấy rất nhiều người hâm mộ nhà ở Chiang Mai, huấn luyện viên Pan Gon nói trong cuộc họp báo sau trận đấu hôm 22 tháng 9. Về mặt tinh thần và thể chất, chúng tôi đang gặp nhiều áp lực nhưng tất cả các cầu thủ của đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi đã vượt qua được tất cả những điều này. Đó là một màn trình diễn và tinh thần tuyệt vời vì đây là một trận đấu khó khăn nhưng nó đã thành công. Cuối cùng, chúng tôi đã giành được một kết quả tốt. Tất cả điều này đến từ các cầu thủ. Cảm ơn các cầu thủ Hajima Umalaja, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.